Cái bài hát chuyện tình người trinh nữ tên Thi, em bé đó tên là Kim Lệ Thi. Và cái ngày cổ mất á, đưa đám á, thì cô Phương Dung là người đi dự trong cái đám tang á. Nhiều người tưởng nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết ca khúc chuyện tình của người trinh nữ tên Thi để kể về câu chuyện tình của ông với một người con gái tên Thi. Nhưng sự thật không phải là như vậy. Ca khúc này được nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác năm 1970 khi ông còn trong đoàn văn nghệ Maxim. Và đến nay, những nhân chứng thời ấy đã kể lại. Cái bài hát chuyện tình người trinh nữ tên Thi, cái bài hát anh Thơ anh đã đổi lại. Em bé đó tên là Kim Lệ Thi. Cổ vũ rất là đẹp. Và người tình của cổ tên là Thanh Tuấn. Thì cổ mới có 15 tuổi thôi. Và cái ngày cổ mất á, đưa đám á, thì cô Phương Dung là người đi dự trong cái đám tang đó. Cổ có thai với Thanh Tuấn. Và gia đình bắt buộc phải dắt cổ đi từ vũ để phá cái thai. Nhưng mà cổ mất, cổ chết đi lúc mới có 15 tuổi, đi qua 16 tuổi. Tên là Kim Lệ Thi. Thành ra anh Thơ viết cái này đó, bởi vì tất cả nghệ sĩ lúc bây giờ người ta đều đi đám tang đó. Anh Thơ anh đổi lại là cổ thấy người kia có gia đình, rồi cổ vô rừng, rồi cổ buồn, cổ mất. Anh đổi lại cái câu chuyện. Chứ thật sự cái câu chuyện đúng y như cô Vương Dung nói. Thật sự thì chú Thơ là một người rất là tình cảm. Và khi mà chú gặp một cái trường hợp nào đó làm cho chú xúc động, thì chú cũng có thể viết ra những cái bài hát hay. Thì nhất là cái cô Thi này đó, là một cái người làm việc ở trong đoàn của chú, mà một cái người rất là trẻ. Mà khi mà cổ bị chết á, thì chú Thơ rất là thương cổ. Và chú Thơ mới nghĩ ra một cái bài hát để tưởng nhớ đến một cái người đã là từng làm việc với mình, và là một người con gái trẻ đẹp, để viết nên cái bài hát này. Và theo như Họa My biết thì ở trong cái đoàn á, trong cái hậu trường á, thì có thờ cô đó. Có thờ đó, tự vì cổ làm việc ở trong sân khấu Maxim. Trong lời đề tựa bài hát chuyện tình của người trinh nữ tên Thi, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết: người con gái lạ lùng đó tên Thi. Thi trẻ đẹp như nhiều thiếu nữ thời nay. Thi yêu sớm, tình Thi ngang trái, người đời thị phi. Thi buồn và bỏ đi. Thi lên rừng, có lẽ để khóc một mình dưới gốc cây già vô tri. Rồi cuối cùng Thi chết một sáng mùa đông trên nệm lá vàng. Danh ca Họa My bật mí mối quan hệ với cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Nghệ danh Họa My là do ông thầy của Họa My đặt, là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Thì trong một cái buổi cô lên đài truyền hình, lúc đó là cô là còn là học sinh và hát trong những cái chương trình về học sinh hoặc là trường quốc gia âm nhạc, trường hồi xưa là trường nhạc đó, thì Họa My có tham gia và được hát solo. Thì chú Hoàng Thi Thơ có xem lại truyền hình và thấy Họa My hát, cho nên Họa My được chú yêu thích cái giọng hát, và chú tìm đến Họa My và chú đưa Họa My vào con đường chuyên nghiệp. Có một khoảng thời gian chị rời xa sân khấu, lúc đó ngọn lửa nghề trong chị có bị tắt đi không? Thật sự thì không, mình không lên sân khấu rất là buồn, và ngọn lửa nghề không bao giờ tắt. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh mình bắt buộc mình phải làm một cái nghề khác, nhưng mà trong lòng rất là buồn và mong muốn là mình một ngày nào đó mình sẽ được trở lại đứng trên sân khấu để trước để gặp khán giả. Cái điều đó không bao giờ tắt trong lòng của cô nghệ sĩ. Một người nghệ sĩ là không bao giờ quên cái nghề và thương nghề lắm. Lần đầu tiên trở lại sân khấu sau nhiều năm vắng bóng, cảm giác của chị như thế nào? Rất là xúc động và rất là rung. Giống như ngày đầu tiên mà hồi 19 tuổi mình lên sân khấu vậy đó. Cái năm mà 2015 là Họa My được mời về đây hát chương trình Son Vàng để vinh danh ca sĩ. Là lần đầu tiên Họa My bắt đầu trở lại nghề nghiệp của mình.
Và cái ngày đầu tiên lên sân khấu rất là rung, và phải nói tim đập rất là mạnh. Và phải nói là bữa đó chương trình hát tới mười mấy bài lận. Sau một thời gian mình vắng bóng, cho nên cảm động, vừa cảm động mà vừa run rẩy nữa. Giống như là cái ngày mà mình bắt đầu ra nghề. Cái điều đó phải nói là không bao giờ quên. Dấu ấn đặc biệt đối với chị từ khi bước chân vào con đường ca hát là gì? Trong cái thời gian mà nghề nghiệp của Quả My thì Quả My có một cái bài hát đánh dấu cái cuộc đời của Hòa My mà tất cả những khán giả yêu mến và nhớ đến. Đó là bài hát Em Đi Rồi của nhạc sĩ Lam Phương đã viết riêng tặng cho Quả My.